Con hồ mày hót cỏ đi. Giống như con. Ô, nó mềm quá. Để đi rửa mặt. Con đẩy ra nhé. Đánh cho đó. Ở còn con á. Cho mẹ nào. Con không vào đâu, đi về lấy ngô cho vịt thôi.
Bắt cái đi. Đi bùn bắn vào mạng đấy. Vào chân tay. Đi. Có ngọn nhờ, hôm nào cho đứt ngọn rồi. Nó mọng dừa. Một quả, hai quả. Bốn hoa này. Kéo ấy nhở, chả thấy dẹp đấy nào. Chua này chết rồi. Nó bị sâu cắn thôi. Nè. Hồ nó cũng bé này. Ra làm tốt thế đấy nhỉ con này.
lắm, đẹp thế nhỉ. Cái này khoai lang tím. Con nhổ lên kia. Nhổ cây gai này, xem nhá, chọc tay nhổ cho thợ. Hình như có một con gà sắp phải chế lên cháo này. Nhiều cổ lắm ở dưới này. Cổ bé thôi nhiều lắm. Nhiều sau mai cho quay mọng lên. Nhổ từ đây trước mặt đi nào con. Giờ làm đi con. Cái này luộc à? Lúa ấy, nó ở chấu nọ mà lấy về giải đấy. Dạ, sang bên kia nhổ kia, chưa sảy đâu. Con nhổ thật đấy thôi. Để đồ đấy làm giống đi nhá. Đấy đấy. Diệp. Không hái đâu để làm được. Đấy. Đi 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 đi. Gai tọc. Bí ơi, bí to nhanh lên, lấy đi bán lấy tiền cho Diệp ăn. Đi về đâu con ơi, con ơi. Con tưới rau này chưa? Tưới rau. Mẹ chân chết rồi.
con đun lửa cho mẹ. Con đun lửa, con đun lửa. Tí đã. Để mẹ đi làm được, sửa đường á. Dạ. Dạ. Rồi. Sùn to thế là gì ơi? Gà lấy về đây cho mẹ nào. Ồ, nhiều lắm. Tí mẹ mới cho. Giờ này làm bẩn lên người đấy.
dưới cổ cho đẹp lắm ấy. Để mẹ đào. Tí mới đào thủ nhá. Thank you.
này mở nước thay áo. Trên này chứ mở xuống dưới này có bầu chết hết. Dạ, về đây hồ mẹ san cái này vừa bằng á. Toàn đá này, mai giờ đứt chân á. Dạ. Cầm kiệu cho mẹ. Kia. Đến đủ nước lá.
Con hồ mẹ hót cỏ đi. Cỏ ở đằng sau mẹ. Cỏ lấy đi vứt cho khác đi. Cái này mai mình trồng gì ở đây. Cỏ hoa ai trồng gì. Cỏ đây mẹ trồng đằng sau mẹ. Đằng sau mẹ đây. Con xúc cỏ ở đằng sau mẹ cho hết con. Đi xuống chân mẹ. Con đi nhổ hoa cho mẹ với. Rồi về mẹ trông. Mẹ xem nào. Trồng thẳng nó mới sống được. Đây một gốc. Đây trồng một gốc đây. Trồng cái thơm hay con? Làm gì mà hát khô hát cứ dạ. Trồng đi. Con xem lồng lành thế nè.
nó dùn, nó thấp, nó ngắn, có gì đâu. Giống như con cao, con thấp ấy. Khi nào lớn thì nó cao, khi nào bé nó thấp. Nó hết rồi. Bây giờ cho mở rồi cái này đi. Con này đẹp nhỉ. Tầm xẹo rồi. Đi con ơi. Tại mẹ tưới là con không biết tưới đâu. Đấy, như thế này nó đủ hết rồi. Nó còn mềm lắm. Chanh nữa về đây cho mẹ nào. Toàn đủ thôi con ạ. À.